Khi thực hiện các báo cáo này thì thông thường là chúng ta sẽ mất rất là nhiều cái công sức để mà tổng hợp lên những cái báo cáo này. Mình lấy ví dụ như là thông thường ấy, để ra được những báo cáo này, các bạn cái thứ nhất là giả sử dữ liệu có sẵn đi thì các bạn sẽ phải xuất dữ liệu đó ra dưới dạng Excel raw data đó, sau đó các bạn dựa vào những cái dữ liệu đó để các bạn có thể là tính toán tổng hợp, xây dựng lên những cái báo cáo để phục vụ cho mình và cho lãnh đạo, cho công ty. Đấy. Thế là đối với những nguồn dữ liệu mà các bạn đã có rồi trên phần mềm, các bạn xuất ra, mình lấy ví dụ như một số phần mềm phổ biến, ví dụ các phần mềm kế toán, hệ MISA, FAST, vân vân, đúng không ạ? Thì khi có dữ liệu rồi thì mình sẽ xuất ra và phải làm thủ công để xây dựng lên những cái báo cáo như thế này, báo cáo Word, Excel. Để lấy các thông tin báo cáo định kỳ cho lãnh đạo. Ngoài ra đối với những dữ liệu không có sẵn thì sao? Thì chúng ta cũng phải nhập thủ công input bằng tay cũng vào những file Excel và sau đó đến cuối kỳ thì chúng ta vẫn phải tính toán tổng hợp lên những báo cáo đó. Thì báo cáo định kỳ thì nó còn dễ, ví dụ hàng tháng thì các bạn có thể là tận dụng được của tháng trước với những cái biểu mẫu biểu mẫu như vậy. Còn phát sinh báo cáo mới thì thật sự là nó rất khó khăn, đúng không ạ? Phát sinh một cái báo cáo với những cái chiều phân tích đến chỉ tiêu khác thì lúc đó chúng ta lại phải làm lại những cái bước đó, lại phải xuất ra dữ liệu rồi lại phải tổng hợp lại hoàn toàn mới. Đấy. Thế chính vì như thế là cái quá trình xây dựng của báo cáo của chúng ta thì khá là vất vả, đúng không ạ? Thì vậy cái việc mà chúng ta đang tổng hợp báo cáo như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất công việc của chúng ta? Ở đây tôi đưa ra một số các khía cạnh. Thì khía cạnh đầu tiên là cái công việc của các bạn nó rất mất nhiều thời gian và nó lặp đi lặp lại, và theo mình đánh giá thì đa số là cái vòng lặp đó không kết thúc. Đấy. Cái việc này nó sẽ gây nhàm chán rất là nhiều trong cái quá trình mà làm việc của chúng ta. Đấy, nó tiêu tốn rất là nhiều tài nguyên về con người cũng như là thời gian thực hiện. Nhưng mà mặc dù công việc lặp đi lặp lại nhàm chán như vậy, nhưng mà thực tế nó ra thì nó không phải là đơn giản. Khi các bạn xây dựng ở trên những cái báo cáo dạng Excel mà phức tạp một chút ấy, thì nó đòi hỏi có sự am hiểu về công cụ, về format, về pivot table, về các cái hàm tính toán trong Excel. Đấy. Phải nhiều khi phải có những ở cái mức độ chuyên gia về Excel thì mới xử lý được, chứ không phải là Excel cơ bản đơn thuần xử lý được. Đấy. Và cái nữa là Excel thì mình thấy mặc dù nó là một cái công cụ gọi là phổ biến ở khá là nhiều nơi ở nhiều doanh nghiệp hiện nay, nhưng mà thực sự thì ở một cái cách nào đó thì nó không thực sự là một công cụ phù hợp để xây dựng với những cái nguồn dữ liệu nó quá lớn. Đấy. Khi dữ liệu đơn thuần chỉ là vài nghìn dòng Excel ấy, thì nó có thể là đáp ứng tốt được, nhưng mà khi có đến hàng trăm hàng triệu dòng thì có thể ở đây các bạn đã từng làm việc với Excel thì sẽ gặp phải những tình trạng nó lag máy, đơ máy do nó tiêu tốn quá nhiều RAM và bộ nhớ của máy, và nhất là đối với những cái máy mà cấu hình nó thấp một chút ấy. Đấy thì nó sẽ thậm chí nó còn gây ra cái việc là khi mà đang xử lý là out, tắt tắt luôn cái file đó luôn, và chúng ta là và dữ liệu chưa được lưu và chúng ta phải làm lại từ đầu. Đúng không ạ? Đấy, việc tiêu tốn thời gian này, đòi hỏi kỹ năng và cũng như tốc độ xử lý rất chậm. Thì chắc là đa số các bạn đã từng dùng Excel để xây dựng báo cáo thì đều trải qua cái trải nghiệm kinh khủng này. Đấy. Thì vậy thì báo cáo thông thường là như vậy. Thì báo cáo thông minh đó là gì và nó có những điểm khác biệt gì? Liệu nó có thể là giải quyết được những cái vấn đề mà hiện tại báo cáo thông thường mà chúng ta đang gặp phải hay không? Thì sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về báo cáo thông minh.
Báo cáo thông minh ở đây thì mình lấy theo một cái định nghĩa. Định nghĩa mình lấy theo một định nghĩa mình cũng có tìm hiểu trên mạng của một cái đơn vị phát triển cái công cụ báo cáo quản trị là công cụ Tableau. Thì ở trang này họ định nghĩa báo cáo thông minh là một quá trình chuẩn bị, phân tích cũng như là thể hiện các cái chỉ tiêu cần báo cáo. Đây là một cái quá trình đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị dữ liệu, làm sạch dữ liệu và chuẩn hóa dữ liệu. Thông thường ấy thì bản thân là ở trên trên những cái báo cáo cũ của chúng ta thì bản thân chúng ta cũng đã thực hiện công việc mà chuẩn bị làm sạch hay là đồng nhất lại rồi đúng không ạ? Bản thân cái công việc của các bạn khi mà xuất ra Excel cũng là một cái quá trình chuẩn bị và sau đó pivot lại để cho đúng ra những cái dữ liệu mà mình cần, ra đúng cái dữ liệu mình cần mà để lên báo cáo thì nó cũng là một cái quá trình chuẩn bị. Đấy. Sau sau khi dữ liệu được chuẩn bị thì chúng ta sẽ tiến hành thì cái bước phân tích tức là chúng ta sẽ đưa ra những cái chỉ tiêu, những chiều phân tích hoặc những cái câu hỏi mà chúng ta cần trả lời, cần phân tích để nhằm tìm ra những cái insight từ dữ liệu đấy, và sau đó cuối cùng chúng ta sẽ thể hiện nó ra bằng những cái báo cáo, ra báo cáo để mà chia sẻ và sử dụng. Thế thì bản thân ở đây các bạn nhìn ở đây thì có thể là cũng hình dung là à báo cáo thông minh thì thật ra nó cũng 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 phải chuẩn bị những cái bước đấy, phải chuẩn bị những cái bước đấy và sao và cũng phải làm bước đấy thì có điểm gì khác nhau. Đây cái điểm khác nhau chính là gì ạ? Đối với những cái báo cáo thông minh ấy thì hiện nay là các cái phần mềm báo cáo thông minh quản trị thì nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà chuẩn bị, phân tích và thể hiện báo cáo. Những cái công cụ hiện nay thì nó hướng theo cái hướng là self-service và có định hướng là tất cả mọi người đều có thể sử dụng được. Không nhất thiết là gì ạ? Phải quá am hiểu về mặt kỹ thuật, quá am hiểu về mặt lập trình rồi logic tính toán. Đấy. Thì cái điểm khác biệt nó là còn các bước thì ở đây thì mình thấy là để xây dựng báo cáo thì đều phải qua những bước đấy. Còn qua những báo cáo thông minh thì chúng ta thì cái điểm đầu tiên như mình nói đấy nó hướng tới cái đối tượng người dùng end user, tức là những người dùng cuối. Nó kỳ vọng là gì? Những cái người dùng cuối có thể tự gì ạ? Làm báo cáo đó một cách dễ dàng nhất mà không nhất thiết gì ạ? Phải quá am hiểu về mặt kỹ thuật. Nó định hướng là những cái người dùng cuối là bản thân là những cái người am hiểu nhất về mặt nghiệp vụ, về cái vấn đề mình đang trả lời, mình đang cần câu hỏi để trả lời. Thì đó là những cái người xây dựng báo cáo cách hiệu quả nhất và đúng đắn nhất. Cái thứ hai ngoài cái việc mà dễ dàng sử dụng self-service để những cái bước chuẩn bị phân tích thực hiện, cái thứ hai ở đây là những cái báo cáo thông minh ấy thì nó thường là sẽ thể hiện ở dưới dạng những cái dashboard, những cái biểu đồ với những cái hình ảnh phân tích, cái ảnh phân tích trực quan. Đấy, thì sao theo một cái nghiên cứu ở đại học cho mình nhớ là Oxford bên nước ngoài thì cái nghiên cứu là cái việc mà chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào hình ảnh chúng ta phân tích thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với việc chúng ta là xem cái con số cụ thể hoặc là xem những cái báo cáo Word. Đấy, nhìn vào hình ảnh nó sẽ rất là trực quan và nhìn ra cái vấn đề dữ liệu và giúp chúng ta phân tích nhanh hơn. Đấy, chính vì đó là những cái báo cáo thông minh nó hỗ trợ chúng ta việc xây dựng các dashboard với dạng những hình ảnh phân tích rất là nhanh chóng. Cái điểm nữa là đối với những cái báo cáo thông minh ấy, điểm nữa là ở những cái báo cáo thông minh thì ở báo cáo thông minh nữa thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta xem trên những cái thiết bị di động để chúng giúp chúng ta có thể là gì ạ? Giúp chúng ta có thể là xem để đánh giá dữ liệu, quản trị dữ liệu, quản trị thông tin ở mọi lúc mọi nơi khi mà có cái kết nối internet và trên các cái thiết bị phổ biến nhất hiện nay trên cả tablet, cả mobile, cả desktop.
Đấy. Và nữa là gì ạ? Ngoài những cái đó thì cái điểm khác biệt nữa thì thông thường những cái báo cáo trước đây của các bạn ấy, thì các bạn sẽ ví dụ ở trên phần mềm chẳng hạn thì chúng ta có thể truyền tham số vào để request đúng không ạ? Rồi là ở báo cáo Excel thì chúng ta phải đổ dữ liệu vào để mà đổ dữ liệu vào để mà có số liệu mới. Đấy. Nhưng mà đối với hệ thống báo cáo thông minh thì sao? Dữ liệu nó sẽ được đưa vào chuẩn bị sẵn và chúng ta chỉ việc xem và thậm chí là chọn tương tác ngay tại những cái biểu đồ thì có thể là để phân tích luôn thay vì trước đây cứ phải truyền tham số request. Và cái thứ hai là dữ liệu được tích hợp vào thì nó sẽ có tính lịch sử, giúp chúng ta có những cái dữ liệu lịch sử để phân tích thay vì trước đây là cứ mỗi lần có dữ liệu mới lại phải đổ công tay được vào tay vào đây ạ. Vậy thì mình tổng kết lại thì các cái điểm khác biệt chính giữa báo cáo thông minh và báo cáo thông thường ở đây có những cái điểm chính, nhất là về việc tích hợp tổng hợp dữ liệu như mình vừa nói đấy ạ. Đấy, thì dữ liệu thì thông thường là khi mà xây dựng báo cáo thông minh ấy thì mình sẽ được chuẩn hóa và chuẩn bị sẵn và nó sẽ mang tính lịch sử một chuỗi rất là dài và giúp chúng ta phân tích cách hiệu quả hơn. Còn đối với báo cáo thông thường thì cái tính lịch sử ở đây thì thật ra là nó không có, và nếu có nó chỉ là mức rất là tổng quan thôi, khó có được những cái chi tiết để mình phân tích. Cái hai là vấn đề xử lý dữ liệu, chính vì cái dữ liệu được chuẩn bị sẵn như vậy báo cáo thông minh thì tốc độ xử lý nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều và nó được các cái tool BI mới nhất hiện nay nó hỗ thì thay vì trước đây thì việc xử lý dữ liệu chúng ta rất là thủ công, mất nhiều thời gian và thậm chí là rất là khó, là phức tạp và khó khăn. Điểm nữa là về hình ảnh trực quan thì là thể hiện rất là rõ đúng không ạ? Đấy, mặc dù ở trên Excel đấy hoặc là trên một số các công cụ để sử dụng báo cáo thì nó có thể hiện các cái biểu đồ thật. Đấy. Và để xây dựng nó thì đòi hỏi cái công sức và cũng như là một cái trình độ nhất định. Đấy, thì đối với cái việc này thì các công cụ BI mới thì nó sẽ xử lý chúng ta rất là dễ dàng. Và ngoài ra có thể là tương tác được, khả năng chia sẻ tương tác cao. Đấy, bình thường như các bạn chia sẻ những cái file file báo cáo thông thường trước đây thường gửi email hoặc gửi qua qua các cái công cụ giao tiếp, mình lấy ví dụ khá phổ biến như Zalo chẳng hạn, chia sẻ qua đấy thì thường với dạng offline thôi, nhiều khi là sẽ bị không có tính bảo mật rồi là nhiễm virus các thứ hoặc là không quản lý được tin bảng. Đấy, thì cái việc khả năng tương tác chia sẻ này thì ở cái hệ thống báo cáo thông minh mới thì nó sẽ giải quyết vấn đề này các bạn. Thì dữ liệu được chia sẻ và phân quyền theo đúng người và đúng cái dữ liệu cần xem, thì sẽ phải có ưu cao vào để xem. Đấy. Và xem qua một cái hệ thống chung, cái đồng bộ dữ liệu. Đấy, và tính bảo mật dữ liệu. Đấy, đối với báo cáo thông thường ở đây thì các bạn ở đây mình có một cái mô hình khá đơn giản. Đây, ví dụ như là một đơn vị thì thông thường thì chúng ta có những cái phần mềm tác nghiệp đúng không ạ? Tác nghiệp riêng. Mình lấy ví dụ như là phần mềm quản lý kho này, phần mềm kế toán này đúng không ạ? Rồi là thậm chí là một số đơn vị sản xuất chẳng hạn thì có những cái hệ thống máy móc và bản thân hệ thống đó có cái dữ liệu để phản ánh các cái thông tin về máy móc. Đấy. Thì thông thường đây thì để mà tổng hợp báo cáo như mình giới thiệu nhanh ở trên đấy thì là các bạn sẽ phải xuất dữ liệu từ từng phần mềm ra, sau đó thì tổng hợp lại để xử lý trên Excel. Đây thì việc tổng hợp dữ liệu ở đây thì đối với báo cáo thông thường ấy thì rất là thủ công, nó có khá nhiều hạn chế. Còn đối với báo cáo thông minh thì đây là cái mô hình gọi là cơ bản thông thường của một cái hệ thống báo cáo thông minh. Thì dữ liệu lúc đó các bạn thấy điểm khác biệt không ạ? Thay vì truy xuất ra file Excel thì chúng ta nên tổ chức và lưu trữ tại một cái kho dữ liệu chung ở giữa, và dữ liệu sẽ được lưu ở đây. Chính vì lưu ở đây thì nó sẽ đảm bảo về cái thứ nhất là tập trung một chỗ rồi để khai thác. Việc tập trung một chỗ để khai thác thì giúp chúng ta cái điều gì?
chúng ta thể khai thác dữ liệu được từ nhiều cái nguồn khác nhau ở trên một chỗ. Đấy, cái thứ hai là dữ liệu nó được tập trung thì nó sẽ được chuẩn hóa và làm sạch, và đặc biệt là lưu trữ được cái tính lịch sử, đặc biệt là lưu được cái tính lịch sử của dữ liệu ở trên này. Còn việc lưu trữ cái dữ liệu lịch sử đối với Excel ấy, thì đối với những cái dữ liệu lớn ấy, thì nhiều khi là nó sẽ không đáp ứng được. Đấy. Và cuối cùng thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ, các cái tool để xây dựng báo cáo thông minh. Ở đây mình có list ra một số các cái công cụ khá là phổ biến trên thế giới hiện nay, ví dụ kể đến như là các công cụ về Tableau này, Power BI, Qlik và một số công cụ khác. Thì các công cụ này bản thân cũng được cái tổ chức đặt nơ, đó là các cái doanh triển khai phần mềm đánh giá trong những năm trở lại đây khá là cao. Thì từ những công cụ này chúng ta có thể là xây dựng ra các cái report, dashboard. Việc tích hợp dữ liệu và cập nhật dữ liệu ở trên các báo cáo thông minh thì là vô cùng đơn giản. Ở đây mình có lấy một ví dụ ở phần mềm Tableau để các bạn hình dung. Nó ở các cái phần mềm mà xây dựng báo cáo thông minh hiện tại thì đa số là hỗ trợ hầu hết các cái dữ liệu phổ biến nhất hiện nay, từ những cái dữ liệu on premise hoặc là ở trên on cloud, những cái cơ sở dữ liệu phổ biến. Đấy, ví dụ như là ví dụ trên cloud, thì thậm chí là hỗ trợ cả những cái service khá là thông dụng hiện nay, ví dụ như của Google hay Microsoft, rất là nhiều, và những cái dữ liệu lớn Big Data cũng hỗ trợ. Về xử lý dữ liệu thì ở đây thì có so sánh giữa cái báo cáo thông thường với cả các cái công cụ hỗ trợ, nhưng mà đây mình giới thiệu đấy, và xây dựng báo cáo thì vẫn có cái bước chuẩn bị dữ liệu thôi, ở báo cáo cũ hay báo cáo mới đều vậy. Thì ở đây có một cái so sánh giữa Excel với Excel khi mà chúng ta chuẩn bị dữ liệu. Đấy, thì đòi hỏi chúng ta sẽ phải am hiểu rất là nhiều các cái hàm gọi là phức tạp với Excel, cũng như master nó. Còn đối với gì ạ? Đối với những cái công cụ báo cáo hiện nay, cái báo cáo xây dựng cái báo cáo thông minh mới hiện nay, thì bản thân là nó sẽ hỗ trợ chúng ta gì ạ? Chuẩn bị dữ liệu rất là đơn giản, bằng cách chỉ việc kéo thả. Thứ nhất là kéo thả, cái thứ hai là chỉ đảm bảo được là cái tính logic của cái việc chuẩn bị đó là nó ok thì sẽ thực hiện được thôi. Tức như cái ngôn ngữ ở trên các cái công cụ đó thì thường là những cái ngôn ngữ tự nhiên. Bởi vì sao? Như ban nãy mình nói, nó định hướng tới cái người sử dụng, end user cuối cùng, và gì ạ? Không phải quá master về cái việc lập trình hay là sử dụng cái công cụ nào đó, mà bản thân là những cái người mà bình thường, rất là bình thường thôi, cần hiểu logic có thể là xây dựng chuẩn bị dữ liệu được cho mình. Đây về hình ảnh trực quan có sự so sánh giữa các phần mềm. Đây, khi xây dựng Excel thì chúng ta xây dựng biểu đồ, thì đối với những biểu đồ phức tạp thì khá là khó khăn. Đấy, cần phải hiểu rõ về địa chỉ ô này, cách thức chọn các cái tham số, và không chỉ vậy thì độ tùy biến của biểu đồ này thực ra nó sẽ không cao. Đấy, thế nên là cái việc mà chuẩn văn hóa dữ liệu trên trên các cái ở trên Excel ấy, thì nó còn tương đối hạn chế. Thì còn đối với những công cụ thực hiện báo cáo thông minh thì sao? Thì nó cũng như là cái bước chuẩn bị dữ liệu vừa rồi, thì nó cũng chỉ đơn thuần là những cái thao tác kéo thả dễ dàng, và cái độ tùy biến các biểu đồ thì nó rất là dễ dàng, đẹp mắt và dễ thể hiện. Cùng với mô lại dữ liệu thì cái việc thay đổi anh muốn thể hiện biểu đồ tròn, cột hay là đường rất là dễ, rất là đơn giản. Đấy, và hơn nữa là dữ liệu gì ạ? Sẽ tự động cập nhật, ví dụ như dữ liệu chúng ta đang dùng báo cáo thêm dữ liệu mới, nó sẽ tự cập nhật vào.
À, còn thay vì đây ở định nghĩa từ ngô thì đôi khi nó sẽ có hạn chế tới cái số dòng mà chúng ta cần sử dụng nhiều đồ. Mình sẽ cứ giới thiệu qua một lượt nhé, xong rồi sau đó sẽ demo lại cho các bạn, sẽ sử dụng cái công cụ báo cáo thông minh để demo lại cho các bạn một số những cái ý mà chúng ta vừa trao đổi. Đây, về khả năng tương tác, đây là một cái báo cáo xây dựng trên 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 bằng Excel đây. Đấy. Để xây dựng lên báo cáo này thì cũng khá là kỳ công, khá là kỳ công. Thì ở đây thì để xây dựng báo cáo này thì cái người xây dựng ấy phải có một kiến thức khá là nâng cao để thiết kế. Đấy. Việc vận hành sử dụng báo cáo này thì khá là khó khăn. Và ngoài ra cái tính tương tác của báo cáo này thì thật ra là các bạn ở đây chỉ có thể là chọn chọn tham số ở mức độ được cái mức độ để mà lọc dữ liệu thôi. Thế còn đối với cái báo cáo thông minh hiện nay thì như thế nào? Đối với báo cáo thông minh hiện nay thì nó hỗ trợ thêm chúng ta rất là nhiều tính năng. Đấy, ví dụ những cái báo cáo cũ này thì cái tính tương tác nó rất là ít. Còn báo cáo mới thì đã, ở trong các biểu đồ chúng ta hoàn toàn có thể thêm được những cái thông tin chi tiết nữa bằng cách thể hiện bằng việc xây dựng các cái tooltip để thể hiện dữ liệu chi tiết sâu hơn, không nhất thiết phải sâu hết ra. Đấy, và chúng ta có thể là ẩn đi đưa bằng cái tooltip này chẳng hạn, ví dụ. Và đặc biệt là một cái điểm nổi bật mình thấy nổi trội nhất ở đây là hệ thống báo cáo mới, nó có khả năng là hỗ trợ chúng ta tương tác để print down, để đào sâu dữ liệu, print down đào sâu dữ liệu. Tức là sao? Tức là khi chúng ta click vào một cái chỉ tiêu, một cái chỉ số, nó click vào chúng ta cần chi tiết, cái chỉ tiêu đó nó được tính toán, được tổng hợp những số liệu nào, thì bản thân là các cái hệ thống báo cáo thông minh mới có thể hỗ trợ cho chúng ta tính năng đấy. Ví dụ như Excel thì có thể nó gọi là drill down, thì bản chất nó chỉ là mapping link sang một cái laptop khác. Đấy. Nhưng mà báo cáo mới thì sao? Ví dụ chúng ta xây dựng dữ liệu từ những cái dữ liệu chi tiết để lên một con số tổng, và khi chúng ta cần drill down xuống ngược lại từ số tổng đó đến số chi tiết đã tính toán lên nó, chúng ta thì sẽ click vào để mà chi tiết được những con số đó. Khả năng chia sẻ ví dụ những cái file báo cáo thông thường đấy, thì chúng ta thường là sẽ chia sẻ qua các cái ứng dụng giao tiếp, ví dụ như là Zalo, Team, SharePoint hay là Outlook, Mail, Google Drive, vân vân. Còn đối với báo cáo mới thì sẽ được host trên một cái server, và chúng ta sẽ quản lý các cái thông tin trên server đó, quản lý các thông tin về báo cáo này, quản lý thông tin về người dùng, được phân quyền dữ liệu đấy, và thậm chí là những cái báo cáo đó chúng ta hoàn toàn có thể embed để chia sẻ với một cái hệ thống mới với người khác, người đó chắc chắn là phải có account rồi đấy. Đồng bộ dữ liệu thì báo cáo thông thường thì sẽ phải đồng bộ bằng tay thủ công, hay còn những cái báo cáo thông minh mới thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt lịch chạy định kỳ, hoặc thậm chí hỗ trợ đến mức real time, near real time ở những cái dữ liệu lên báo cáo rất là tức thời. Về vấn đề bảo mật, ví dụ Excel thì có thể là chỉ hỗ trợ bảo mật về các workbook, worksheet, và tối đa là bảo vệ vô tính, không có sự phân cấp và dễ bị bẻ khóa, thiếu tính ứng dụng. Đấy. Còn các cái công cụ báo cáo mới, báo cáo thông minh mới, chúng ta có thể là phân quyền đến các cấp, và thậm chí là phân quyền đến các cái dòng dữ liệu, các cái bản ghi tới cái người mà họ được phép xem cái dữ liệu đó. Đấy. Thì ngoài ra thì trên các hệ thống báo cáo thông minh mới còn hỗ trợ thêm rất là nhiều các tính năng nữa, trong cái việc là
để cùng trao đổi phân tích các vấn đề, ví dụ như là một số các tính năng liên quan đến cảnh báo này, khi mà dữ liệu đến một cái ngưỡng nào đó mà không cho phép thì hệ thống hoàn toàn có thể gửi mail cảnh báo đến cho người dùng đấy, hoặc là chúng ta có thể đặt các lịch surprise kỳ, ví dụ như là đầu tuần và cuối tuần báo cáo sẽ tự động gửi về đấy. Ngoài ra hỗ trợ thêm một số các cái tính năng về khai phá dữ liệu dựa trên các cái nền tảng AI với machine learning. Đấy, ví dụ như là có thể là dựa vào những cái dữ liệu ở lịch sử của chúng ta để đề xuất ra những cái điểm bất thường trong dữ liệu. Ok, thì tóm lược lại thì mình có cái bảng đánh giá các tiêu chí thế này, thì đây nó chỉ cũng chỉ là ở đây nó chỉ là một cái chiều để đưa ra để chúng ta cùng trao đổi trong cái buổi ngày hôm nay thôi đấy. Còn thật sự ra để mà đánh giá thì mình thấy là cái điểm nổi 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 bật nhất của báo cáo thông minh so với báo công thường thông thường ở đây chính là cái việc mà nó định hướng báo cáo thông minh mới định hướng là cái người sử dụng cuối cùng là những người sử dụng báo cáo, và nó hỗ trợ cái self-service cho người dùng để có thể là tự làm sao ạ, tự tổng hợp dữ liệu, tự chuẩn bị dữ liệu, tự phân tích và tự thiết kế báo cáo một cách dễ dàng, nhanh chóng và tức thời nhất. Ok, thì chắc là mình sẽ demo một số các cái điểm khác biệt để các bạn dễ hình dung hơn nhé. Thì ở đây thì để demo cho các bạn thì chắc mình sẽ sử dụng một cái công cụ để xây dựng báo cáo thông minh khá phổ biến hiện nay, đó là công cụ Tableau. Đây. Thì trên màn hình của mình đang 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 show ra đó là giao diện khi mà xây dựng xong một cái dashboard ở trên phần mềm. Đây, ok. Về việc tích hợp dữ liệu thì đối với những cái công cụ xây dựng báo cáo thông minh phổ biến hiện nay ấy, thì nó hỗ trợ chúng ta kết nối dữ liệu khá là mạnh mẽ. Đây, ví dụ các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có thể kết nối và tích hợp được những cái dữ liệu từ những cái file chẳng hạn, ví dụ Excel này, Text này, JSON hay là PDF. Thì đối những cái file này thì cái điểm mấu chốt ở đây là bản thân là trong file chúng ta sẽ phải có các cái dữ liệu liên quan đến cấu trúc bảng thì nó sẽ hỗ trợ được. Chứ còn những cái đoạn freestyle kiểu viết văn text thì nó sẽ không bắt được đâu. Nó sẽ phải định ít nhất là định nghĩa dưới dạng của cấu trúc thì hệ thống nó sẽ hỗ trợ chúng ta để loát cái dữ liệu đó vào. Thì ngoài việc có thể là kết nối tích hợp dữ liệu từ các file này thì có thể kết nối đến các cái hệ cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay. Đây, ví dụ đây là danh sách khoảng hơn trăm các nguồn dữ liệu phổ biến hiện nay, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Đấy, từ từ những hệ cơ sở dữ liệu đây, từ Amazon, từ Google, SharePoint có này, Spark, thậm chí cả Web Data Connector, SIP vân vân, rất là nhiều. Đó thì khi chúng ta cần tích hợp hay là lấy dữ liệu từ cái nguồn dữ liệu nào nào để mà lấy dữ liệu phân tích thì ta hoàn toàn thể kết nối được. Đấy. Tiếp đến là cái việc
xử lý dữ liệu thì bản thân là những cái công cụ này thì sẽ hỗ trợ chúng ta chuẩn bị dữ liệu một cách rất dễ dàng. Đây nha, mình lấy ví dụ để chút. Đây, mình sẽ lấy một cái nguồn dữ liệu bản chất theo ví dụ của cái phần mềm này. Đấy, mình lấy ví dụ đây. Đây là một cái ví dụ mình kết nối vào một file Excel. Đấy, thì ở đây thì file Excel nó sẽ hiển thị ra các cái sheet ở trong file. Nó sẽ load vào và nó sẽ đọc được. Tương tự với những cái phần quản trị cơ sở dữ liệu thì khi bạn kết nối vào đây sẽ là danh sách các công bảng. Đấy, và việc chúng ta chuẩn bị dữ liệu rất là dễ dàng luôn. Chúng ta có thể kéo thả vào. Ví dụ ở đây mình có ba bảng, một bảng là order liên quan đến những cái dữ liệu liên quan đến các hợp đồng. Tiếp theo là cái dữ liệu gì ạ? Về khu vực. Tiếp đến là bảng dữ liệu về cái hợp đồng trả lại chẳng hạn. Đấy. Thì mình hoàn toàn có thể là kết hợp dữ liệu từ các cái bảng đó để mà ra dữ liệu mình cần. Đấy, bằng cách là gì? Thì mình sẽ join những cái trường, mà những cái bảng đó có để mình liên kết dữ liệu giữa các cái bảng này. Đấy, và cuối cùng thì sẽ được một cái bảng dữ liệu cần như thế này, rất là dễ dàng. Thì ở trên Tableau ấy, thì khi mà các bạn connect vào ấy, bản thân là những cái thuộc tính dữ liệu nó sẽ hỗ trợ cho mình định nghĩa. Mình lấy ví dụ như là những ký tự text nó sẽ nhận dưới dạng là text and string này, rồi là dữ liệu thời gian thì nó sẽ tự nhận và nó sẽ thể hiện rất là trực quan luôn. Ví dụ như là text ABC, thời gian thì là cái quyển lịch. Đấy. Rồi là những cái dữ liệu về địa lý này sẽ thể hiện hình quả địa cầu. Đấy, thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta khi mà load dữ liệu vào, và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh các thuộc tính này nhé các bạn nhé. Đây chỉ là gợi ý thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa lại các cái thuộc tính này. Đấy. Ngoài ra thì ở đây thì làm sạch rất là dễ dàng, nó hỗ trợ chúng ta có thể là chỉnh sửa rename tên các trường này, hoặc là tách các trường này. Mình lấy ví dụ mình có một cái đây gọi là order ID, tức là mã hợp đồng đấy. Đấy, bản thân trong cái mã này nó có khá là nhiều thông tin chẳng hạn, nhưng bản thân thông tin của mình thì ví dụ mình chỉ cần cái chuỗi ID cuối cùng thôi chẳng hạn này. Đấy, phía trước là bản thân nó là cái khu vực, rồi là đây là năm. Đấy, ví dụ em mình muốn tách ra mình sử dụng thành ba trường riêng biệt để mình phân tích. Đấy, thì hệ thống hoàn toàn có thể là giúp chúng ta tách tách ra. Đây. Ví dụ mình vừa tách ba cái trường này ra. Đây, thành order ID này, 1 2 3. Đó. Nó sẽ tách thành ba trường. Cái việc này như mình vừa làm nó chỉ rất là đơn giản bằng một cái việc click chuột thôi. Nhưng mà bản thân giả sử đối với cơ sở dữ liệu chẳng hạn thì bản thân là các bạn cũng sẽ phải vào các cái công cụ truy vấn, hoặc thậm chí là nhờ bộ phận kỹ thuật bên IT mình có thể tách thành ba cái trường này để các bạn phân tích chẳng hạn. Đấy là đầu ví dụ báo cáo lấy từ phần mềm nhé. Trên Excel chẳng hạn, trên Excel thì cũng phải mất khá là nhiều thao tác thì mới tách được ba cái trường này. Đây thì mình có thể tách rất là nhanh chóng như vậy. Thì đấy là một cái ví dụ để các bạn hình dung về cái việc là rất là dễ dàng khi mà xử lý dữ liệu. Rồi về trực quan hóa đúng không ạ? Về trực quan hóa, mình lấy ví dụ như là một cái dữ liệu như thế này. Đây, ví dụ một cái dữ liệu này. Thì bản thân là khi mà xây dựng trên các cái công cụ xây dựng báo cáo thông thường trước, ví dụ Excel ấy, thì khi mình xây dựng cái biểu đồ thì mình tốn khá nhiều công sức, đặc biệt những biểu đồ phức tạp. Thì trên cái hệ thống báo cáo thông minh mới hiện nay nó sẽ hỗ trợ mình xây dựng biểu đồ nó nhanh chóng dễ dàng hơn.
Đấy, ví dụ nó sẽ gợi ý cho mình sẵn những cái dạng biểu đồ, mình chỉ click vào thôi. Click vào thôi là mặc nhiên là chúng ta sẽ có được những cái biểu đồ mà chúng ta cần. Đấy, và thậm chí có những cái gợi ý rõ ràng là để xây dựng biểu đồ đấy, anh cần những cái thông tin gì. Đấy, sẽ gợi ý chúng ta. Ví dụ là sẽ phải sử dụng bao nhiêu trường phân tích, sử dụng bao nhiêu cái chỉ tiêu thì mình tôi mới xây dựng lên biểu đồ đó được. Đấy, hoặc dạng bản đồ này chẳng hạn này, thì cần những cái thông tin về mặt địa lý. Đấy, mình lấy ví dụ thế. Đấy, nhanh chóng không? Đấy, xây dựng rất là nhanh. Thay đổi kiểu kiểu của lại biểu đồ. Và chỉ cần kéo thả đơn giản thôi. Đây là một cách chẳng hạn. Có một cách khác thì mình có thể là mình tự kéo vào. Tự kéo vào nó sẽ ra. Đấy. Khả năng tương tác. Đây, ví dụ cái demo khả năng tương tác. Đây một ví dụ để tương tiếp. Đó. Khi mà các bạn giao tiếp với những cái báo cáo thông minh để hỗ trợ chúng ta thêm việc thể hiện các cái con số chi tiết rất là đơn giản dễ dàng. Trước đây thì cái hiện bảng rồi hiện Word rất là dài và khó xem. Thế bây giờ cứ cần xem cái gì gì vào đâu là chúng ta có thông tin chi tiết rồi. Đấy. Đi vào đâu chúng ta có thông tin chi tiết và cái việc này rất là dễ dàng luôn, và đặc biệt là trên các thiết bị di động dùng cũng rất là dễ. Chúng ta chỉ click chọn di dê màn hình cái là nó sẽ ra thông tin rồi. Đấy, rất là sinh động. Đây, về từng bộ dữ liệu thì khi mà chúng ta kết nối dữ liệu và chia sẻ, chúng ta sẽ đặt lịch đồng bộ dữ liệu. Đấy, hoặc là nén nó lại thành một cái file để mà xử lý offline. Đây, còn về cơ chế bảo mật thì mình sẽ show để các bạn hình dung dễ nhé. Đây mình lấy ví dụ khi mà phân quyền. Đấy, khi mà phân quyền thì chúng ta có thể tạo thành các user này hoặc là nhóm user này. Đấy, user hoặc nhóm user phân quyền. Ngoài ra thì có thể phân quyền theo các cái từng báo cáo cũng được, cái permission. Đấy. Ở đây thì khi mà phân quyền thì mình sẽ chọn những cái user nào được phép xem báo cáo hoặc là có những cái quyền tương tác nhìn báo cáo, ví dụ xem này, lọc dữ liệu hay là comment hay là có thể là tải về dưới dạng hình ảnh hay là dạng dữ liệu thô. Đấy, hoặc có thể có quyền share, quyền download full dữ liệu. Đấy. Quyền edit báo cáo, xóa sửa báo cáo. Đấy. Rất là trực quan đúng không? Khi mà phân quyền. Đấy, đồng bộ dữ liệu chúng ta sẽ có những cái lịch đây. Đặt theo giờ, đặt hàng ngày. Thì về vấn đề làm sạch dữ liệu ấy, như ban nãy mình có giới thiệu các bạn ấy, có một số các cái ví dụ ở ở phần mềm Tableau Desktop. Thì ngoài ra thì ở các cái hệ thống báo cáo thông minh mới hiện nay này, thì bản thân mỗi cái phần mềm xây dựng báo cáo nó cũng có xây dựng thêm một công cụ làm sạch dữ liệu kèm theo.